Mày vô đi. Chỗ này là đồ thủ công mỹ nghệ. Bong bong. Chỗ này nó bán đồ độc nhiều quá cả nhà. Vàng bạc. Này là bằng đá. Đá. Ba Michael đây, ba Michael không có biết gì cả nhà ơi. Cho nên ba Michael chủ yếu đi quay phim chia sẻ với cả nhà thôi nha. Coi như cả nhà cùng đi chung với ba Michael ngắm cảnh, ngắm đồ. Chứ giờ có biết gì đâu mà nói. Đây là đồ lưu niệm. Cái quầy ăn uống trên kia kìa. Hình như trên kia là cái quầy ăn uống. Cái nãy chỗ nãy mình đi phải không ta? Đây nè, nãy mình đi tới đó mình quậy. Ồ, da cá sấu. Wow. Mắc không ta? Xe quá. Anh cũng mua dinh lịch phải không? Ừ. Hỏi thử giá bao nhiêu xe bự quá, bản bự quá, có bản nhỏ hơn không ta? Kiếm thành bản nhỏ hơn để mình mặc cái quần tây á. Nhỏ hơn thì cho tôi phải hỏi thôi, hỏi cái size nó nhỏ lại. Nếu hỏi thử đi. Không có chào quay. À không chào quay hả? Mình đang mua mà. Nó không cho quay phim phải không? Dạ. Ờ, không cho quay, mình đi qua chỗ khác. Ờ, đi ăn hủ tiếu đi. Dạ. Hủ tiếu Campuchia. Như cái quán nào nãy qua đây phải không? Rồi đây, rồi vô. Rồi em dẫn đi cái quán hủ tiếu đi. Thank you.
Ồ, cái quán này nổi tiếng nè, nè nè. Quán này nổi tiếng nè. Bên cà phê đi. The best in cà phê. Best in the world. Oh, một ly cà phê đây đi. Silas. Yeah. Quán cà phê nổi tiếng nè. Ba cà phê. À. Lấy nồi này xin cháo. Xin cháo hả? Dạ, lấy cái xin cháo. À, rồi giờ vô mua đi. Người ta mua cà phê. Hả? À. Mua một ly. Mua một ly hả? Ok. Bong bong. One. Yes. Chú có nói tiếng Việt được không chú? Chú có nói tiếng Việt được không? Không biết tiếng Việt hả? One. Yes, check away. Rồi, cà phê nấu bằng cái ấm đun thuốc bắc. Ok. Sorry. Siêu mà chúng ta nấu thuốc á, ở bên Việt Nam mình có cái giọt, không có cái giọt. Có sữa, cà phê sữa. Đừng có quay nước ngoài em. Nước ngoài nó kỳ quay đó. Mình đem đi à? Ừ. Cái giọt mà pha cà phê rất là nhiều, cái ấm già, cái ấm siêu già. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you so much. How much? 8,000 riyal. Là chura. Chura 8,000. 8,000 riyal. Yes. Okay, thank you. Thank you. Yeah, okay. Oh, very good. Very good. Yeah. Go. Hủ tiếu. Dạ. Yeah. Ok. Ôi, hủ tiếu này phải không? Hàng quán hủ tiếu nào. Hồi nãy mình vô cái chỗ này phải không ta? Đúng rồi. Hàng quán hủ tiếu đây phải không? Quán hủ tiếu nào ngon không? Hủ tiếu Nam Vang. Năm. Hủ tiếu Nam Bình ngon. Ngon. Hả? Hình như cái quán này nè.
em đi ngược rồi. Đi cái quán bên đây nè. Cái quán này anh thấy ăn đông nè em. Ờ vô đi. Hủ tiếu. Hủ tiếu. Ăn không? Dạ. Ăn nha. Nhâm nhâm. Nhâm, giờ có hỏi nó có chỗ ngồi không? Nhâm nhâm. Hỏi hỏi có chỗ ngồi không? Ngồi rồi. À, no, rồi. Nhâm. Sao nó? Một chút chút. Ăn lại nhiều. Nhiều à. Mình ăn một chút chút. Thôi giờ đi ra đường rồi mình vậy mình đi quay vô đồ vô. Ăn không nổi hả? No hả? No. Nhâm nhâm. Rồi ơi. Ba mẹ cậu kêu mấy cái đứa em ở Campuchia này ăn với ba mẹ cậu mà mấy em này nói nó no rồi. Giờ sao đây? Chắc chỉ có nước rồi. Nhưng mà giờ mấy em này nó no rồi nó không ăn. Đi cà phê ngon cả nhà. Cái cà phê đó nãy em đọc là 5980. Vậy hả? Ừ. Ui, cá khô. Cà phê đá khô, khô nước. Nhâm. Nhâm nhâm nhâm. Nhâm nhâm. Ok ok ok. Mua cái này đi. Mua đi. Một con. Từ từ đúng rồi em mua trăm con nữa em mốt năm ngàn ok giờ em mua đặt kem tích ăn kem tích mà người ăn tích của ai quên tới ăn được quá tích kem Ở bên Campuchia nè mới phát hiện là người ta thích ăn ếch với cóc. Rồi quẹo trái. Rồi để anh đi trước anh dẫn đường nha. Anh đi trước đi. Hay đi vô khu chợ đây. Ok. Hay. Lá sen không
Đây cả nhà thấy cái chợ không? Chợ Nga, chợ Nga. Người ta lóc kìa. Lóc cái mấy cái xương khớp ra. Thịt heo. Thịt heo. Thịt heo. Bò. Đây là thịt bò. Này gà giống như gà thả vườn vậy đó. Ồ, họ cúng cô cá luôn thấy không? Họ cúng cô cá nhưng mà họ ok, đau bụng hả? Lát nữa kêu nó ra Viva. Dạ biết rồi, kêu rồi. Ủa sao gửi lại vậy? Không nói gì vậy? Đi đi không biết nói tiếng Việt. Wow. Tiền bỏ lên cá dơ hẳn luôn dẫn vô luôn. Đây cả nhà thấy không, cái cảnh chợ ở Tuttumpong. Tuttumpong đây. Đây là rau. Ở bên Campuchia này người ta thích ăn ếch lắm nha cả nhà. Thấy bán ếch nhiều lắm. Cá bày dưới là họ làm luôn nè. Đâu quá trái cây kìa, trái cây bên kia, trái cây đường ngọt ngọt. Ok quá, qua ăn thử đi. Chị này đang làm cá. Tiền đô với tiền ria nó xếp nó xài chung.
Thôi cái này không ăn đâu, ăn đau bụng mà. Thẳng thẳng đi. Nạo dừa khô nè. Đó, người ta sẽ dắt dừa ra bằng máy kìa. Bỏ dừa vô qua nước, tự động nó dắt ra nè, thấy không? Rồi nó phun, nó bỏ ra, xoát ra, nó lấy nước thôi. Hay không? Hay quá. Đây. Ủa, khúc này nãy mình ăn chè phải không? Nãy mình quẹo khúc này rồi. Phải không? Đúng rồi, nãy mình quẹo khúc này nè. Quẹo quán chè nữa không? Yeah. Thì mình đi khúc đó rồi mình quẹo bên nãy khúc này chạy. Các bạn đây đi. Ồ, tìm bạc nè. Ủa, đi quen rồi, chỗ này quen rồi, sợ xỉ rồi. Chỗ này đi, đi lên đây mình kiếm vô xỉ qua đi. Tìm bạc để mình đi á. À, tìm bạc nãy. Đó, nãy mình đi đó nhớ không? Gặp nữa. Gặp nữa. Trời. Gặp nữa. Đâu mà gặp hoài trời. Chứ gặp em hoài vậy nè. Gì đâu không gặp. Giờ mẹ bên trái, giờ mẹ bên phải, mẹ bên phải, mẹ bên trái. Ra, giờ ra Viva nha. Dạ. Đến Viva này. À, Viva đây. 11 giờ rồi. Trời ơi, cái trái gì mà ngộ quá. Ủa, trái gì đấy? Trái này là trái gì? Đây hả? Ờ? Chanh này. Trời ơi, sừng sùi gì ghê vậy? Mua đi. Ăn được không? Không được. Không được. Trái đó ăn không được. Hả? À, súng. Rồi cả nhà ơi, mình đã đi nãy giờ ba mấy cầu đi dẫn cả nhà đi dạo vòng vòng là cũng hết cái chợ Tuttupong này rồi, hay nó còn gọi là cái chợ Nga. Thì rồi bây giờ tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào video lần sau. Nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh Ba Mấy Cầu để cùng với Ba Mấy Cầu đi khám phá du lịch chỗ khác nha, khắp nơi luôn. Ba Mấy Cầu đi đâu, Ba Mấy Cầu quay phim chia sẻ với cả nhà đó. Đây là cái bãi đậu xe hơi của mình nè. À. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.